chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Công an Hà Nội huy động 100% quân số để bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13. Lai Châu làng miến song Bình Lư tất bật vào Tết. Đà Nẵng chủ động phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện. Xác định nguyên nhân sụt lún bất thường tại Thái Nguyên do suy giảm mực nước ngầm vào mùa khô. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội. Với hơn 200 hiện vật tài liệu hình ảnh đặc biệt giá trị trưng bày giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 12 kỳ đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt, những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Xuyên suốt nội dung triển lãm, công chúng có cơ hội được tiếp cận nhiều hình ảnh hiện vật mang tiếng nói của lịch sử dân tộc. Từ những bức ảnh Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đến những văn kiện đại hội Đảng qua các kỳ đại hội. Trưng bày Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ thấy rõ được trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và phát triển. Trưng bày diễn ra từ nay đến hết tháng 5 năm 2021 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công an Hà Nội sẽ huy động toàn bộ lực lượng túc trực 24/7 để bảo vệ an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Theo Công an Hà Nội, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do vậy, Công an thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô nhằm phục vụ tốt nhất cho đại hội. Công an thủ đô đã phân công nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị trực thuộc, tăng cường mọi biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, Công an thành phố đã tổ chức trực chiến 100% quân số trong thời gian diễn ra đại hội để sẵn sàng huy động, hỗ trợ công tác bảo vệ và xử lý các tình huống. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị, quận, huyện và các cấp cơ sở tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động công tác nắm tình hình, triển khai 5 đợt cao điểm phòng chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ với thường trực tiểu ban an ninh trật tự của Bộ Công an và các tiểu ban của Ban tổ chức đại hội, chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thống nhất phương án bảo vệ, không để bị động bất ngờ xảy ra. Cao tốc Hà Nội Cầu Rẽ Ninh Bình cùng 5 quốc lộ sẽ cấm xe tải từ 10 tấn và xe khách từ 24 chỗ dịp diễn ra đại hội Đảng. Theo đó, từ 5 giờ đến 12 giờ ngày 22 tháng 1, 5 giờ đến 9 giờ ngày 24 tháng 1 và 5 giờ đến 20 giờ các ngày từ 25 tháng 1 đến hết ngày 2 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông hạn chế ô tô vào các tuyến đường. Cao tốc Hà Nội Cầu Rẽ Ninh Bình theo chiều từ Ninh Bình về Hà Nội và ngược lại. Quốc lộ 1A đoạn từ ngã ba Đồng Văn đến nút giao quốc lộ 1A Ngọc Hồi. Quốc lộ 5 đoạn từ nút giao quốc lộ 5, quốc lộ 1A đến nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cử. Quốc lộ 3 đoạn từ nút giao Bắc Phú đến nút giao quốc lộ 3 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Quốc lộ 6 đoạn từ ngã ba Xuân Mai đến nút giao Quang Trung quốc lộ 6. Quốc lộ 32 đoạn từ ngã ba Sơn Tây đến nút giao quốc lộ 32 Hồ Tùng Mậu. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngày 19 tháng 1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm tặng quà hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và công nhân lao động tại huyện Kiến Sương, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Bình, nhà máy may Tân Đệ 6. Phát biểu tại các điểm đến thăm và trao quà, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình. Đồng chí khẳng định, dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân đã tạo nên sức mạnh, hoàn thành các mục tiêu phát triển. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thái Bình tiếp tục chăm lo cho các đối tượng yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để không ai bị bỏ lại phía sau. Tổ chức công đoàn tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn nữa, xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, thực hiện tốt công tác an
an sinh xã hội và từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư đã trao 400 suất quà cho 400 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Kiến Sương, trao 100 suất quà cho công nhân lao động nhà máy may Tân Đệ 6 và tới thăm trao quà cho Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 đi qua với nhiều khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên cũng như cả nước gặp phải và được dự báo sẽ còn kéo dài sang cả năm 2021. Đa số doanh nghiệp đều cho rằng giữ vững được sản xuất và việc làm cho lao động trong năm qua đã là thành công, thì nhiều doanh nghiệp vẫn giữ đà tăng trưởng, người lao động có mức lương và thưởng Tết khá. Phóng sự được thực hiện tại công ty cổ phần Tiên Hưng trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Những ngày này, hơn 2.500 công nhân trong các công đoạn sản xuất của công ty đang khẩn trương hoàn thiện đơn hàng cho thương hiệu thời trang Target nổi tiếng thế giới để xuất khẩu vào thị trường Mỹ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cùng với đó, một số đơn hàng quần áo sắc kép, hàng dệt kim, hàng dệt thoi đã ký đến tháng 9 năm 2021 là những tín hiệu lạc quan cho doanh nghiệp. Thu nhập của mọi người lao động năm 2020 cũng đã tốt rồi, thì sang 2021 chúng tôi sẽ còn là định hướng, còn là sẽ phát triển, còn là tốt hơn và thu nhập của mọi người lao động cũng sẽ được còn là tăng lên. Năm 2020, tổng doanh thu của công ty đạt 650 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với năm 2019, nộp ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng. Với sự nỗ lực của từng người lao động đến tập thể lãnh đạo công ty, tổng thu nhập của người lao động trong năm vẫn được giữ vững đạt bình quân 9,5 triệu đồng một người trên tháng. Dự kiến tiền lương tháng thứ 13 và thưởng Tết đạt bình quân trên 17 triệu đồng một người. Mặc dù là do đại dịch của Covid, nhưng mà công ty thì có công ăn việc làm rất là ổn định, tiền lương của người lao động cũng rất là ổn. Và trong cái năm đấy thì hầu như là chúng tôi không bao giờ phải nghỉ việc. Công việc từ đầu năm đến giờ là công ty tôi đầy đủ việc làm. Và đời sống người lao động, đồng lương vẫn tăng lên rõ rệt. Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất và nâng cao hơn nữa mọi mặt đời sống người lao động là hai mục tiêu chính của công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Vì thu nhập người lao động ổn định sẽ giúp họ yên tâm làm việc để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhanh nhạy và năng động trong điều hành sản xuất đã góp phần giúp nhiều doanh nghiệp không những giữ vững được sản xuất mà còn tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển mới trong năm 2021. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Vào thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ gia đình làm mến rong tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đang tất bật sản xuất để kịp đơn hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Bước chân vào xã Bình Lư, đâu đâu cũng thấy miến. Miến được phơi trên khắp các vườn nhà, mái nhà, trong sân, ngoài ngõ ở mỗi gia đình. Hộ gia đình nào cũng tất bật, nhộn nhịp làm miến để phơi tranh thủ lúc trời nắng. Người dân Bình Lư làm miến quanh năm, nhưng tập trung nhất là vào khoảng 3 tháng cuối năm. Cung cấp cho thị trường rất là nhiều. Ngày Tết thì ai cũng cần lượng miến nhiều nên là Tết nhà em làm lượng miến là bây giờ mỗi ngày là từ 120 đến 150 kg một ngày để cung cấp ra thị trường cho sản phẩm Tết. Bình thường thì nó có khoảng 20 hộ làm, 2 đến 30 hộ, thế nhưng mà đến cuối năm thì nó hơn 80 hộ làm. Nên là cái vụ cuối năm rất là nhộn nhịp. Quy trình làm miến rong ở Bình Lư hoàn toàn làm bằng rong giềng nguyên chất, không pha trộn các loại bột khác và không sử dụng hóa chất để tẩy trắng. Để làm thành một sợi miến khô phải trải qua rất nhiều công đoạn. Tất cả những công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì, khéo léo của đôi bàn tay người nông dân Bình Lư. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian gần đây, người dân xã Bình Lư còn sáng tạo ra miến rong đậu xanh, đậu đen. Sản phẩm miến mới này đang được khách hàng cả nước ưa chuộng bởi khi nấu chín, sợi miến mềm hơn và có mùi thơm của đỗ khác với loại miến thông thường trước đó. Cái sản phẩm miến rong Bình Lư là hiện nay là cái sản phẩm mà mang lại thu nhập cho người dân rất là cao so với một số các loại cây trồng khác. À, đặc biệt cái sản phẩm miến rong này hiện nay là cũng được Ủy ban tỉnh công nhận là cái sản phẩm đạt 3 sao. Xã Bình Lư hiện có khoảng 125 hộ gia đình trồng 35 hectare rong giềng để sản xuất miến, gần 80 hộ gia đình chuyên sản xuất miến. Mỗi năm, xã bán ra thị trường khoảng 170 tấn miến, thu về khoảng hơn 7 tỷ đồng. Nhờ đó, thu nhập của người dân trong xã ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Nhờ những thành công đó, thời gian tới,
xã Bình Lư dự kiến tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi một số diện tích trồng lúa năng suất thấp sang trồng dong để bảo đảm nguồn nguyên liệu, phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình cấp mã vạch cho sản phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030 trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, năng lượng, giao thông vận tải và quản lý tài nguyên nước. Theo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đến năm 2025, Lâm Đồng phấn đấu tỷ lệ 80% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, trong đó 50% cơ sở áp dụng công nghệ sạch. Đến năm 2030, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, trong đó có 80% cơ sở áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Cụ thể, trên lĩnh vực nông nghiệp, Lâm Đồng tập trung phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, giảm diện tích nhà kính, v.v. Trên lĩnh vực lâm nghiệp, ưu tiên các giải pháp hạn chế tối đa mất rừng, không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác. Trên lĩnh vực du lịch, giảm thiểu các tác động tiêu cực du lịch tới môi trường và tài nguyên thông qua thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, du lịch thân thiện với môi trường, giảm khí thải và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong việc sử dụng phương tiện cá nhân. Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời vụ gieo cấy lúa đông xuân miền Bắc. Các địa phương đã cơ bản đổ ải xong, mọi điều kiện sản xuất đã sẵn sàng, nhưng nhiều đợt rét đậm bất thường xuất hiện đang khiến cho nhiều nông dân không khỏi lo lắng. Hơn một mẫu tư ruộng của bà Khu đã được cày ải xong. Năm nay, vùng vụ bản Nam Định không thiếu nước, nhưng liên tiếp các đợt rét đậm khiến người dân lo lắng cho các công đoạn gieo cấy tiếp theo. Xạ xuống đồng thì không biết là có được như mọi năm không. Lo nhất là cái khoản thời tiết. Lúc mọi năm thì nắng ấm, nó không khó khăn như năm nay. Năm nay thì thời tiết là khó khăn, thấy rét nhiều. Còn những hộ như nhà bà Thủy có tới 2 mẫu ruộng, đòi hỏi lượng lớn thóc giống cho sản xuất. Bà Thủy đã lo đủ giống, chờ ngày ngâm ủ và gieo xạ theo lịch thời vụ đã được khuyến cáo. Tuy nhiên, nếu rét đậm vẫn kéo dài, thì bà lo năm nay sẽ tốn thêm chi phí mua thóc giống tới 2 lần. Năm nay thì chúng tôi cũng lo là về cái diện là thời tiết nó rét thì chúng tôi cũng lo về cái nguồn thóc giống. Thì xạ gieo xuống rồi nó lại rét nó không được ấy, thì chúng tôi lại phải mất thêm lượng thóc giống thêm nữa. Năm nay diện tích vụ đông xuân của miền Bắc đạt hơn 1 triệu hecta, hơn 90% tập trung trả xuân muộn. Lịch thời vụ gieo cấy sẽ xung quanh tiết lập xuân, tức sau ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương vẫn đang nghe ngóng diễn biến thời tiết những ngày tới. Trong cái trường hợp mà thời tiết mà nhiệt độ mà dưới 15 độ C thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cho dừng cái việc gieo cấy để bảo vệ, bảo quản cái mạ. Vụ đông xuân là vụ sản xuất tương đối khó khăn khi vừa phải phụ thuộc vào nguồn nước xả theo đợt từ các hồ chứa, vừa phải đối mặt với những đợt rét đậm nhất trong năm. Bởi vậy, người dân một nắng hai sương chỉ biết cầu mong một vụ mùa mưa thuận gió hòa. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các nội dung đáng chú ý khác. Mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam năm 2020 với sự tham gia của 41 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc sau các vòng loại. Tại đêm chung kết, các thí sinh đã tham gia trình diễn áo dài và thi ứng xử. Các em thể hiện vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng, duyên dáng và năng động của nữ sinh Việt Nam. Chung cuộc, ban tổ chức đã lựa chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để trao các danh hiệu Á Khôi 1, Á Khôi 2, các giải nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội. Nữ sinh viên tài năng, nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng, nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất, nữ sinh viên vùng biển tiếng Anh với tổng trị giá giải thưởng là 500 triệu đồng. Thí sinh Lê Thị Tường Vi, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ đã vinh dự đạt vương miện Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2020. Ngày 20 tháng 1, Học viện Quân y tiếp tục tiêm mũi 2 vaccine Nanocovax liều 25mg cho 17 tình nguyện viên. Những người này thuộc nhóm 1 tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 của Việt Nam sản xuất. Nhóm 1 tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax liều 25mg gồm 20 người, trong đó 3 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm liều nhắc lại vào ngày 14 tháng 1. Hiện sức khỏe cả 3 đều tốt, không có phản ứng bất thường. 17 tình nguyện viên còn lại được tiêm mũi 2 trong hôm nay.
Như vậy, đến nay, Việt Nam đã hoàn tất hơn nửa chặng đường thử nghiệm vaccine giai đoạn 1, đánh giá độ an toàn của vaccine. Để chủ động phòng dịch COVID-19, các cơ sở y tế tại Đà Nẵng đang thực hiện siết chặt quy trình phòng dịch tại các cơ sở y tế. Tại nhiều bệnh viện lớn, thành phố đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng dịch và thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với tất cả những người đến chăm bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. Tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đà Nẵng, tất cả bệnh nhân và người nhà đến khám điều trị đều phải thực hiện các bước sàng lọc COVID-19 như thế này. Để chủ động phân luồng và sàng lọc những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ với SARS-CoV-2, bệnh viện đã thiết lập khu khám, tư vấn bệnh nhân đường hô hấp và cúm A. Những trường hợp người bệnh có triệu chứng nghi ngờ được phân luồng và xét nghiệm sàng lọc ngay tại khu vực này. Lúc đầu thì mình thấy cũng hơi là phiền phức, nhưng mà sau khi mà vào được xét nghiệm á, mình thấy đây là một cái bước rất là cần thiết. Tại vì thực ra mình cũng đang có cái triệu chứng ho với lại viêm họng á. Là một trong những bệnh viện lớn của khu vực miền Trung Tây Nguyên, mỗi ngày Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận, khám và điều trị nội ngoại trú cho hàng nghìn bệnh nhân. Để kiểm soát dịch COVID-19 trong tình hình mới, bệnh viện duy trì các biện pháp phòng chống dịch từng khoa phòng, chủ động giãn cách giường bệnh, thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho những người chăm bệnh tại các khoa có bệnh nặng. Bản thân tôi được các nhân viên của bệnh viện đã hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện theo đúng cái quy trình. Có kết quả xét nghiệm thì chúng tôi mới được vào thăm đối với chăm sóc bệnh nhân. Để hạn chế, để giảm số lượng bệnh nhân tụ tập đông thì bệnh viện đã tiến hành hội chẩn mổ, diệt mổ hàng ngày. Bệnh nhân khi mà trước khi ra đây được tư vấn về những cái thủ xét nghiệm làm đó trước một ngày, và khi vào trong bệnh viện thì sẽ hội chẩn diệt mổ hàng ngày và giải quyết nhanh cho bệnh nhân. Siết chặt quản lý phòng dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế, ngành y tế Đà Nẵng đã xây dựng và ban hành bộ quy chế bệnh viện an toàn. Theo đó, Sở Y tế giám sát chặt chẽ việc thực hiện bộ quy chế này tại các bệnh viện, đồng thời sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống phòng chống dịch trong tình hình mới. Hàng tuần có một cái tổ đi kiểm tra tất cả những cái điểm. Ngoài ra thì công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, về hậu cần, về điều trị, về cách ly cũng đã được chuẩn bị và có thể sẵn sàng khởi động sử dụng khi chúng ta cần thiết. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện, để không bệnh viện nào trở thành ổ dịch như trước đây, các bệnh viện ở Đà Nẵng cũng đang tăng cường siết chặt các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vận chuyển 496 bao phân bón không rõ nguồn gốc có trọng lượng 24,8 tấn vào bãi rác của huyện tại xã Lộc Phú để tiến hành các biện pháp tiêu hủy theo quy định. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã tiến hành đào hố chôn lấp toàn bộ 24,8 tấn phân bón có bao bì mang nhãn mác NBK các loại. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tiêu hủy 898 vỏ bao bì, một con dấu đóng ngày sản xuất phân bón, 5 lọ mực và một số tăng vật liên quan đến hoạt động sản xuất đóng gói phân bón. Toàn bộ số phân bón nói trên được cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm phát hiện và tịch thu tại xưởng sản xuất phân bón của ông Đinh Thành Long tại thôn An Hòa, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm vào cuối năm 2019. Đây là số phân bón không có quyết định công nhận lưu hành tại Việt Nam. Từ kết quả này, ông Long bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả bằng cách tiêu hủy đối với toàn bộ số phân bón đã sản xuất nói trên theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến hiện tượng sụt lún bất thường xảy ra tại cánh đồng xóm Bảy, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thái Nguyên cũng đã xác định được nguyên nhân ban đầu gây sụt lún là do khu vực tồn tại tầng đá vôi nứt nẻ với các hang ngầm caster dưới lớp đất phủ có độ dày không lớn. Quá trình suy giảm mực nước ngầm trong tầng đá vôi nứt nẻ vào mùa khô dẫn đến lớp đất phủ phía trên bị sập và sụt xuống. Trước đó, ngày 5 tháng 1 tại cánh đồng thuộc xóm Bảy, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, người dân phát hiện hố sụt lún có chiều rộng khoảng 8 mét, dài 13 mét, sâu gần 4 mét. Hiện tượng sụt lún cũng đã làm gãy nứt một đoạn kênh mương tưới tiêu nội đồng. Khu vực sụt lún cách khu dân cư khoảng 200 mét, cách bờ sông Chu khoảng 70 mét. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.